Thôi mình nghĩ trận này lại thua rồi. Chạy đi. Chạy đi anh ơi. Niềm vui của em là thế anh chạy anh ơi. Chạy đi anh ơi. Xin chào mọi người. Hôm nay mình vừa vào game thì mình thấy cái nhiệm vụ này đấy. Đó, nó là sử dụng Ercoin. Ở đây nếu như mà nó bắt các bạn sử dụng 100 Ercoin để hoàn thành hết cái nhiệm vụ của ngày thứ 5 này. Thì vừa nãy mình có mua một cái ghép trị giá 3.000 Ercoin, tại vì mình thiếu cái ghép đó nên mình mua thôi. Nhưng mà với phương diện một người cày chay ấy thì mình thấy cái này nó hết sức là bất hợp lý. Hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ này thì các bạn sẽ được 5 vé. Và nếu như mà giống với minigun hôm nọ thì chắc là nó cũng chỉ được 100 Ercoin thôi. Thế bây giờ các bạn phải bỏ ra 100 Ercoin để các bạn nhận lại 100 Ercoin. Nếu thế thì cái sự kiện này nó mất giá trị quá. Các bạn nếu mà đang trong kiểu các bạn mà đang chuẩn bị nâng cấp một cái gì đó ấy, thì ok, nó sẽ gỡ gạc lại cho các bạn một đôi chút. Tuy nhiên nếu như mà các bạn thực sự chỉ là đang tiết kiệm thôi, không hề nâng cấp bất kỳ một cái gì cả, thì mình thấy đây nó như một cái trò đùa vậy. Thật sự như vậy luôn á. Bây giờ mình đếm nhá. Nó cần 450 mỗi ngày được 5 á. 1 2 3, ở đâu, 10 ngày thì gọi cho là hiểu 10 ngày nhân 5 thế này thì đúng là tròn 500 550, thì gọi cho ngày nào hiểu. Thế thì mình thấy cái này không ổn rồi. Tại vì đây này, cái này thì ok, đăng nhập 7 ngày này. Có nghĩa là nếu mà cái nhiệm vụ ngày thứ 5 này, cái nhiệm vụ ngày thứ 5 này mà các bạn không làm nhá, các bạn không tiêu coi ấy, thì 9 ngày còn lại, đấy, 9 cái ngày còn lại các bạn phải làm full hết. Thì nhân 50 nên nó mới được là 450, các bạn mới được full 5 vé. Nhưng mà ví dụ từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 này, mà nó có bất kỳ một cái nhiệm vụ nào mà đòi hỏi là mua hàng trong trò chơi này hoặc là nâng cấp hạng nhá, thôi thì mình nói thật là cái cơ hội các bạn được 5 cái vé của con Solid này không là không có luôn á. Ai chơi quả này thì chịu rồi. Chơi quả này là, tất nhiên những cái mình nhắc lại là những cái bạn mà đang có ý định nâng cấp cái gì đó sử dụng Ercoin thì thơm thì nó sẽ giải quyết được vấn đề cho các bạn. Tuy nhiên như mình cày chay ở cái ạc kia thì mình không hề có bất kỳ một cái ý định nâng cấp gì cả, tại vì mình đang tiết kiệm mà, mình đang cày mà, nên cái này nó thật là trớ trêu cho mình khi mà lại gặp phải cái quả sự kiện này luôn á. Nó như một cái trò đùa luôn, không thể ngờ rằng cái này game nó lại cho cái quả nhiệm vụ này đây. Đúng là trò đùa mà. Đang tích 5 vé để lấy 100 Ercoin, cuối cùng nó bắt mình tiêu 100 Ercoin. Thế cuối cùng mình nhận lại được gì? Được tín dụng vài cái bản thiết kế, mấy cái thùng à. Nước đi không ngờ tới luôn. Cái này hình như là lần đầu tiên mà game nó bắt tiêu cái kiểu này thì phải nhỉ. Thôi thì cùng đợi xem mấy ngày hôm sau như nào các bạn nhé. Chứ mình thấy nghe không khả quan cho lắm. 3, 2, 1, go. Được 2 cái vé thì ok, mà còn 3 cái vé cuối như thế này thì chán á. Đương đâu game lại làm có. Vừa hôm qua được quả kèo à, phá xoáy đang thơm thì game nó nick cho mình cái quả này ấy. Chán game thế nhở. Nào mình ném, mình ném không trúng con nào, không phải là không trúng mà không được một cái điểm hạ gục trọn vẹn là sao nhỉ? The sun đâu rồi? The sun hiểu cái gì ấy nhở? Sao anh bạn đây hiểu né kịp à? Con gì đây? Bay màu rồi. Tự nhiên mình nhớ đến cái thôi kệ đây. Ra được không? Sao nay ném thật ra là mình ném trên PC này thì kiểu mình lắc mình giải nó không được tốt như ở điện thoại đó. Mình chơi điện thoại mình giải nó
nó dễ hơn á. Giải trên điện thoại mình thấy nó dễ hơn á. Lại mất chút tâm hơi rồi. Đây này, đây này. Nó không được êm tay cho lắm. Nó không được thuận tay á. Rồi nha, đấy, được thế chứ. Giải đạn. Ồ, con này bị ấy này. Rồi nha. Đâu rồi, chưa phải đâu. Đâu rồi ta? Ui, thôi thì xác định rồi, anh bạn này xác định luôn. Vỡ mồm. Vỡ mồm luôn. Rồi, ok. Cái này nó xa nhá. Cái này nó xa lắm luôn á. Đặc biệt kỹ năng chống vậy. Cái này nó xa dã man luôn á. Anh bạn này lại dính kỹ năng của con Hemlock kìa. Ô hay. Đen nhỉ. Đen hết đường luôn á. Cái thể quái nào mà tính miết á. Chạy đi đâu? Có chạy được hay không? Rồi đau á. Đâu rồi? Giờ đây nhìn nhau cái. Ui, Panther tia trọng lực. Thế thì anh bạn xác định như giờ còn gì nữa. Đó. Quẫn này các bạn. Quẫn này. Cùng đường này. Rồi. Shirt. Một con shirt. Hiện nguyên hình đi. Ồ, hóa ra một con boss rồi à. Không sao. Chơi nó đi. Lại về để mình. Nãy giờ nếu hụt bao nhiêu mà vẫn cứ được Rampage nhá. Còn con nữa đâu rồi? Con nữa đâu ta? Không trúng một viên nào. Gớm thật. Gớm thật sự. Rồi con nào, bình tĩnh. Vẫn còn một con này. Mệt mỏi thật đó. Đưa giấy ta. Đây. Cho nó nếm combo hủy diệt. Như tờ giấy. Như tờ giấy. Chỗ này mình nếm cối chán nè. Rồi, hãy đến với một bản đấu tiếp theo nha. Mình sẽ chơi phòng đĩa trận này. 3, 2, 1, go. Nếu như mà mọi người thực sự mà bỏ 100 coin ra để làm cái nhiệm vụ lấy cái token của con Solid ấy, thì theo mình là các bạn nên quay đi. Rồi, anh bạn ra đây cho mình phải thăm phát nhỉ. Thôi đấy, đã bị phong chế rồi. Phone ấy, vẫn chưa dám ra ấy. Mình có quét sạch ở chỗ này không? Mình khó. Quét sạch ở chỗ này khó lắm. Phải được đi xuống rồi. Không phải sự lựa chọn hoàn hảo. Đây chính là thời điểm. 1 2. Thôi được có 2 con rồi à? Cứ tưởng được 3 con. Anh bạn. Này thì đừng có đùa với combo này nhá. Không thể đùa được. Lượng đam là vô cùng khủng á. Không có đùa được đâu. Ây. Đầu đã mang. Đi chừng nó ép lên rồi. Rồi nha. Đây có một con sniper. Không phải được, cứ bình tĩnh nào. Con này có đi xuống không? Rồi nó đang đi xuống, bắn đập phát này. 17k này, ui. Mình có đi HP quá. Bây giờ thì mình sẽ dùng con này để cận chiến với các anh bạn này. Vấn đề nó là như vậy đó. Được hay không đây? Không được rồi, không được rồi. Rồi. Không được. Ok à. Tự nhiên lại chui đầu vào giỏ là cái thế nào nhỉ? Đang yên, đang lành lại tạo ra cái khoảng cách ngắn là hơn 100m cho mình chơi á. Thế là không có được rồi. Đợi chút xem tí.
rồi, đang lấy tầm nhìn mình á. Mình biết mà, nhưng mà cứ bình tĩnh, phải đợi con nào đó hạ con nomad này á. Chứ thực sự là cái con nomad này mình không quan nổi. Kìa, sao team của mình hết rồi? Cái thế quái nào? Alo, anh bạn đâu rồi? Thế nào nhỉ? Rồi xong rồi đấy. Hết nhanh thế nhỉ? Quay đi quẩn lại hết mất rồi. Mới có 2 phút hơn. 2 phút hơn gì đó thế mà. Thế quái nào. Hết nhanh dữ vậy ta. Nãy giờ hai con này nó lại lên đây rồi. Bạn này chưa cối, chắc là nếm mình này. Nếm mình thì mình sẽ lướt chạy đi nha. Con này nó lại ra đây nó chơi mình rồi. Ủa, nó cứ nhảy nhảy đi thôi. 50 mét. Con gì đây? Ui dồi ôi, hóa ra nó chơi bắn tỉa, bảo sao nãy giờ nó không nếm mình á. Thì ra là vậy. Trận này lại dính boss dởm rồi. Chúng ta sẽ chơi một ván đấu nữa nhé. Hôm qua thì mình mới làm xong một cái trận, đâu 10 trận 5v5. Mình làm xong cái nhiệm vụ chơi cùng bạn bè trong bang hội á. Mình dùng cái nick phụ của mình on vào xong rồi chơi. Đấy, mình chơi. Nói chung là chơi kiểu ấy thôi. Là một mình chơi chấp luôn cái nick phụ của mình á. Thế mà cũng win được gần chục trận á. Được tầm 9 trận gì thì phải. Này là bắt đầu cái này. Sniper. À anh bạn này à. Sniper. Từ từ mình vẫn chưa có chỗ nào. Chạy đi. Chạy đi đúng rồi, chạy đi. Đúng rồi, chạy tiếp đi. Chạy tiếp được không? Có mà chạy. Thế này lại không ổn rồi. Bọn này nó đi vào tận nhà mình thế này thì thôi chịu. Thôi mình nghĩ trận này lại thua rồi. Chạy đi. Chạy đi anh ơi, niềm vui của em là thấy anh chạy anh ơi, chạy đi anh ơi. Thế là vui rồi. Ok ok ok, con này nó chơi sniper. Nghỉ đâu ấy nhỉ? Đâu người ta vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Đây. Đây à? À để xem nào. Múc bang này. Chạy đi, chạy đi anh ơi. Này thì chạy này. Trận này thì anh bạn không có cửa ngáp nhá. Được rồi, còn nữa không? Chắc còn một con á. Đây đây đây. Chạy đi anh ơi. Anh ơi, anh chạy đi anh ơi. Bật kỹ năng cái phát. Đâu rồi? Thôi, lại bị hạ mất tiêu rồi. Thế là anh bạn đi hết robot rồi các bạn ạ. Thôi hơi đen nhỉ. Ai sợ ơi. Một bé. Một bé, hai bé. Ai à. Nhìn vẫn áp được phết nhỉ. Rồi ok. Bây giờ còn ta thôi. Còn ta thôi. Đây một con. Ồ nó chỗ nó đứng phân biệt lắm nhỉ. Đây còn con này này. 39-40 đã hết rồi. Ok sẵn cái tầm ở đây. Sao con này nó không di chuyển nhỉ? Con kia nó không di chuyển kìa. Đây 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 đây, nó đi rồi, nó đi rồi. Ôi. Một con Redox đi rất là chậm. Rồi bay màu luôn. Bang. Bang. You have won the match. Được đấy.